Chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức sức khỏe. Chương trình hôm nay gồm những tin chính sau. Vì sao số ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh tăng liên tục chưa nhìn thấy đỉnh dịch? Hỏa tốc đưa 2.000 máy thở về thành phố Hồ Chí Minh vẫn sợ thiếu. F0 đang lẩn khuất khắp nơi tại thủ đô Hà Nội. Vì sao số ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh tăng liên tục chưa nhìn thấy đỉnh dịch? Số ca nhiễm của thành phố Hồ Chí Minh được công bố tăng vọt lên mốc hơn 1.000 ca bắt đầu từ ngày 9 tháng 7. Ngày đầu tiên thành phố thực hiện đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Sau 9 ngày, tổng ca nhiễm là 17.633 ca, trong khi 9 ngày trước đó ở mức 5.477, tức là khoảng 608 ca mỗi ngày. Tuy nhiên sau đó, 9 ngày giãn cách, trung bình thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 2.000 ca nhiễm mỗi ngày, cao hơn 3,2 lần trước đó, nhưng dự kiến con số này chưa giảm trong những ngày tới đây. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam, số lượng F0 tăng nhanh những ngày qua do thành phố đang tập trung lấy mẫu xét nghiệm vùng lõi của các ổ dịch. Những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung cho việc xét nghiệm ở khu vực trọng tâm, trọng điểm. Những vùng lõi nguy cơ cao sẽ được lấy mẫu trước. Sau đó mở rộng ra các khu vực bên ngoài với phương thức đi đến từng hẻm, gõ cửa từng nhà. Thay cho hình ảnh xếp hàng xét nghiệm quy mô lớn, cả ngày lẫn đêm vì mục tiêu xét nghiệm cho 5 triệu dân. Theo cơ quan chức năng, chiến lược lấy mẫu của thành phố không đánh bao vây mà là đánh thẳng vào trung tâm, trọng điểm, dựa vào những khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và nguy cơ tới mức độ thấp hơn, rồi từ đó đánh ra xung quanh. Cụ thể, thành phố tập trung lấy mẫu ở những nơi khả năng lây nhiễm rất cao như là các chợ đầu mối, các khu đông dân cư, nhất là các khu nhà trọ của công nhân, rất đông người nhưng diện tích nhỏ hẹp. Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam nhận định, nếu lấy hết được mẫu vùng lõi thì đảm bảo thời gian tới lây ra vòng ngoài là vòng nguy cơ, về nguyên tắc số ca chắc chắn sẽ giảm xuống. Như vậy, khi nhìn vào thực tế hàng nghìn ca mắc mỗi ngày thì dư luận có vẻ hoang mang. Nhưng nhìn xa hơn thì chúng ta đang đánh trúng vào lõi dịch nên ca mắc luôn tăng nhanh, nhưng sau đó sẽ giảm dần. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Hỏa tốc đưa 2.000 máy thở về thành phố Hồ Chí Minh vẫn sợ thiếu. Hàng nghìn ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày. Lực lượng y bác sĩ quá tải. Dự báo những ngày tới đây, lượng bệnh nhân nguy kịch tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng lên chóng mặt. Trước tình hình báo động này, Bộ Y tế lập kho dã chiến trang thiết bị, vật tư tiêu hao tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyển 2.000 máy thở chức năng cao để phục vụ công tác điều trị. Bộ Y tế cũng huy động các nguồn lực, vận động các nhà tài trợ hỗ trợ trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch khu vực này. Bộ Y tế cũng đã họp khẩn cấp với các nhà sản xuất cung ứng oxy y tế về việc cung ứng oxy khi dịch bệnh gia tăng, tăng công suất sản xuất, dự trữ và phân phối oxy đến các cơ sở y tế. Trước đó, ngành y tế đã chuẩn bị kịch bản chống dịch khi 19 tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của Chính phủ. Trong đó, các địa phương phải tăng công suất xét nghiệm, thay đổi chiến lược xét nghiệm, sử dụng test nhanh kháng nguyên để tầm soát, phát hiện F0 trong cộng đồng. Chuyển sang thông tin cuối cùng. F0 đang lẩn khuất khắp nơi tại thủ đô Hà Nội. Sẽ có những F0 rải rác trong cộng đồng bởi lượng người đi từ vùng dịch về tương đối lớn. Cơ quan chức năng giả soát được nhưng không tránh khỏi trường hợp sót do họ trốn khai báo y tế hoặc đi xe cá nhân, có thể là F0 lẩn khuất. Đây là nhận định của ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội về tình hình dịch bệnh tại thủ đô. Từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 356 ca COVID-19, trong đó 185 ca cộng đồng, còn lại phát hiện trong khu cách ly. Hai chùm phức tạp là công ty C tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, đến nay ghi nhận 46 ca và chùm liên quan thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 38 ca. Những ngày qua, Hà Nội phát sinh 5 chùm ca nhiễm mới. Trường hợp nhân viên ngân hàng Vietinbank ghi nhận hôm qua là ca chưa xác định được mối liên quan với các chùm lây cũ. Lực lượng chức năng đang điều tra nguồn lây của ca này. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.